Hello, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì ngày mùng 6 tháng 1, cửa hàng chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích, là cũng gọi là năm hết Tết đến các bác nhá. Này thì cửa hàng chúng em lên cho có một lô máy cưa xích. Và điều đặc biệt ngày hôm nay là cửa hàng chúng em xả kho luôn các bác nha. Xả kho giảm giá mỗi máy 100.000. Đó, giảm giá mỗi máy 100.000 các bác nhá. Đấy, và cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện hôm nay là xả kho luôn, cũng như là bớt cho các bác một chút xíu để lấy lộc cho các bác nhá. Lấy lộc đầu xuân năm mới. Vâng, và hôm nay thì đây, như mấy con này, cửa hàng chúng em này, ví dụ con này là giá 3.500.000, cửa hàng chúng em bớt 100 là 3.400.000 này. Đó, con này 3 triệu là còn 2.900.000 các bác nhá. Đó, và con nào cũng thế, cửa hàng chúng em đã bớt 100.000. Đấy các bác nhá. Và hôm nay lô của chúng em đánh dấu là lô mã chữ Q, từ Q1, Q2 cho tới Q9, tổng cộng gồm có 9 con. Hàng bên dưới là những dòng máy cưa sử dụng chuyên nghiệp, sử dụng khai thác tầm trung, cũng như là máy hàng cao cấp các bác nhá. Còn bên trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ có về sử dụng gia đình, cắt gỗ, cắt tỉa cành dọn vườn, hoặc là cắt củ nấu rượu. Tầm khoảng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân, 20 phân đổ lại các bác nhá. Đó, còn hàng dưới thì cắt gỗ những đường kính khoảng 3-40 phân đổ về. Đó, đây là lô cực kỳ đẹp, máy 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá. Cực kỳ VIP và chất lượng luôn. Và cửa hàng chúng em quay nhanh qua. Hôm nay cửa hàng chúng em gồm có những sản phẩm như Estin 020 của dòng Bãi Đức các bác nhá. Một con máy cưa Humana 36cc. Một con máy cưa Echo Curit tích hợp chụp giật trợ lực 3500 35cc. Một con máy cưa Echo Curit 37cc các bác nhá. Và một con máy cưa Tananka sử dụng gia đình, cực kỳ đẹp, máy móc tình trạng như sưu tầm các bác nhá. Chỉ 1.850.000. Một con máy cưa Hitachi, thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Cực kỳ thương hiệu, cực kỳ nổi tiếng rồi. Nhỏ nhẹ về sử dụng gia đình. Một con máy cưa Echo Curit, máy móc tình trạng như sưu tầm, cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhá. Đó, vậy giá này cực kỳ hữu nghị, 3.400.000, công suất của nó là 34cc. Một con máy cưa Makita, cực VIP, cực đẹp các bác nhá. Và cuối cùng là một con máy cưa Ryobi. Đó, hôm nay là lô chúng em gồm có những sản phẩm như thế này. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên cửa hàng, chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán các bác nhé. Không cần phải cọc trước ạ. Không cần phải cọc trước các bác nhé. Hoặc các bác nào có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em để đặt cọc cũng được, để đặt hàng cũng được. Đó. Quên mất, không cần phải đặt cọc trước, để đặt hàng kết bạn Zalo để đặt hàng qua Zalo cũng được các bác nhé. Hoặc các bác hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Ví dụ các bác chốt con nào thì hãy đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con rồi này. Đó. Các bác chỉ cần đọc cho em cái mã rồi để lại cho em địa chỉ, số điện thoại và tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Rồi các bác, giờ em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một, để cho các bác tiện dễ dàng nghe tiếng nổ, để dễ dàng lựa chọn các bác nhá. Dạ vâng, đầu tiên là con Q1, một con máy cưa mang thương hiệu Estin các bác nhá. Con này sản xuất tại Đức, Made in Germany. Con này thì nòng 40mm các bác nhá. Nòng 40mm, công suất của nó là 36cc. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản lam. Con này mặt cắt là được 40 phân, cực kỳ đẹp các bác nhá. Xích là xài xích chung 91. Con này khá là chất lượng luôn. Các bác nhìn qua phần mặt tiền của nó này, hầu như là còn đẹp nguyên các bác nhá. Nhìn hàm rồng của nó các bác, đó, vàng ươm luôn các bác. Một con máy cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Tổng thể con này khá là ok. Một con máy cỡ Estin 020, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Cam kết cho các bác hàng chuẩn, chính hãng, nguyên zin nguyên bản. Sai máy móc chưa hề bung chạm máy móc, linh kiện nguyên lành từ A tới Z. Các bác nào mà tìm kiếm được những cái link trong con máy này, linh kiện nào mà đã thay thế, đền gấp 10 lần tiền các bác nhá. Đây, con này mặt tiền nó khá là đẹp, bên trong nội thất của nó đây cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Giá chỉ 3.400.000, về cho các bác sử dụng cực kỳ hợp lý luôn, nòng hơi chắc chắn. Thank you.
thì về có thể cắt được gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhá. 35 phân đổ về cắt đường kính gỗ con này thì kéo cực kỳ thoải mái luôn. Về cho các bác sử dụng gia đình cũng được, hoặc là về khai thác tầm trung cũng được các bác nhá. Thắng xích thì sử dụng ngon lành từ A tới Z. Dạ rồi, còn các bác nào mà đam mê thương hiệu Humana, thì các bác lựa chọn cho em con này. Một con máy nòng 40 ly công suất 36cc các bác nhá. Con này giá chỉ 2.900.000. Giá đúng của nó là 3 triệu đồng các bác nhá. Giảm giá 100.000 là còn 2.900.000. Đánh dấu ký hiệu là Q2. Máy móc tình trạng vẫn cam kết cho các bác là nguyên zin từ ATZ. Các bác nào mà tìm kiếm được linh kiện nào mà đã thay thế đền gấp 10 lần tiền. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này mặt cắt vẫn là 40 phân các bác nhá. Con này thì cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn. Nòng là nòng đứng đầy đủ các bác nhá. Thương hiệu Humana của hàng Thụy Điển. Thụy Điển bãi các bác nhá. Dạ vâng, và đây là thương hiệu của hàng Nhật nội địa. Một con máy cưa Echo Curit có tích hợp chụp giật trợ lực. Công suất của nó là 35cc, nòng 38 ly các bác nhá. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân về thì cũng cực kỳ thoải mái. Tích hợp vẫn tích hợp hai ốc lam này. Đó, máy móc tình trạng con này khá là đẹp. Lam con này mặt cắt là được mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Con này mặt cắt cây lam là được 35 phân. Máy móc tình trạng vẫn là đẹp như siêu tầm. Giá chỉ 2.800.000. Giá đúng là 2.900.000 các bác nhá. Và chúng em giảm giá 100.000 là còn 2.800.000. Vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này thì vẫn tích hợp của nó là đầy đủ núm bơm xăng phụ và e gió tự động các bác nhá. Thương hiệu Ecocho Curit thì quá là nổi tiếng rồi. Về độ bền bỉ cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này là thương hiệu của Nhật các bác nhá. Giá 2.800.000, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về. Dạ vâng, xin lỗi các bác, vừa nãy thì cả chúng em có khách ngoài một tí xíu. Và bây giờ quay lại chủ đề chính và tiếp tục là con Q4 các bác nhé. Con Q4 là một con máy cưa, nói chung là con này là công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay. Một con máy cưa cũng thương hiệu Echo Curit 37cc, nòng 40 ly các bác nhé. Và điều đặc biệt là con này thì có tích hợp xả áp ở đây, giật rất là nhẹ nhàng các bác nhé. 37cc luôn ạ. Nòng lốc là lốc nhôm. Lốc là lốc nhôm các bác nhé, chứ không phải là lốc nhựa. Con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 3-40 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái. Giá mà lại cực kỳ rẻ nữa, chỉ 2.900.000. Thương hiệu Echo Curit đầy đủ chức năng các bác nhé. Lam con này mặt cắt theo máy là lam là 35 phân các bác. Nhưng mà con này thì có thể kéo lên khoảng tầm 55 đến 55 thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhé. Công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi, 37cc. Đúng ra của nó là 37.7cc các bác nhé. Gần 38cc lận rồi chứ không phải là 37cc đâu ạ. Q4 giá 2.900.000 các bác nhá. Công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi.
Dạ vâng, còn bây giờ thì qua là lớn những lô máy cưa sử dụng gia đình này các bác. Những lô máy này thì cho các bác nào về cắt tỉa cành dọn vườn đồ linh tinh, hoặc là về lâu lâu mới sử dụng thôi, cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ giá rẻ các bác nhá. Một con máy cưa thương hiệu Tananka, con này thì giá chỉ 1.850.000, 1.950.000 là đúng giá các bác nhá. Và cửa hàng chúng em đã bớt 100.000 giá 1.850.000. Con này là lam, con này mặt cắt là được 35 phân đầy tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Máy móc tình trạng như mới luôn các bác nhá. Tem mác từ A tới Z luôn. Khá là đẹp về chất lượng đúng không ạ? Hôm nay thì cửa hàng chúng em là lô trong năm, lên một lô video này là gọi như là cũng gọi là lô cuối cùng rồi các bác nhá. Đến trong năm ngày hôm nay để tiện giao hàng cho các bác. Đó. Giảm giá cho các bác về lấy lộc ăn Tết. Giá 1.850.000 các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về là thoải mái các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là một con Q6. Q6 là một con máy cưa Hitachi. Các bác nào đam mê thương hiệu Hitachi thì các bác lựa chọn cho em con này. Làm vẫn là mặt cắt là được 35 phân. Và giá con này là 1.800.000 các bác nhá. Đánh dấu ký hiệu là Q6, 1.800.000. Máy móc tình trạng cũng cực kỳ đẹp và chất lượng. Đây là xả kho cho các bác luôn, về cho các bác sử dụng. Giá 1.800.000 các bác nhá. Một con máy cưa thương hiệu Hitachi cũng cực kỳ đẹp và chất lượng, từ A tới Z luôn, nguyên zin nguyên bản, từ A tới Z, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con Q7 các bác nhá. Một con máy cưa Echocorit 34cc, một máy cưa nhỏ nhẹ tay dài, máy móc cực kỳ đẹp và sưu tầm các bác nhá. Vẫn là hai ốc lam. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Nhỏ gọn cho các bác về sử dụng gia đình, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. 3.434cc là cũng dạng cực kỳ khỏe về phân khúc gia đình rồi. Giá hôm nay cả chúng em xả luôn 1.950.000 các bác nhá. Giá của nó là 2.050.000. Đó, bao giá rẻ nhất thị trường, con này thì có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn. Đó. Giá rẻ nhất thị trường luôn các bác. Tham khảo những cái dòng máy cưa Echocorit tay dài 3.400 này thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu luôn các bác nhá. Máy móc lại còn cực kỳ
kỳ đẹp nữa, chỉ 1.950.000 một con máy cưa Q7. Đó, các bác nào ưng ý đặt hàng cái liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nha. Dạ vâng, con Q8 là một con máy cưa Makita cho các bác về sử dụng gia đình nốt ạ. Con này thì công suất của nó là 30cc các bác nhá. 30cc, giá 1.800.000. Con này lam, con này mặt cắt là được 30. Mặt cắt của con này là được 35 phân các quý khách hàng nha. 35 phân cho con máy Q8, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về. Con máy Q9, một con máy cưa Ryobi của thương hiệu Nhật Bản tiếp. Đó, vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này. Và con này đặc điều đặc biệt là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi nha. Đó, theo máy con này là cửa hàng chúng em đã cắt lên cho các bác một sợi xích mới luôn rồi, mà giá lại chỉ 1.800.000. Riêng về sợi xích này đã gần 200.000 một sợi rồi các bác nhá. Gần 200.000. Và con máy này chỉ giá chỉ 1.800.000. Miễn phí ship tặng kèm phụ kiện đã mất 100.000. Là cái máy này là chỉ còn 1.700.000, và sợi xích nữa thì con máy này chỉ khoảng tầm 1.500.000 thôi các bác nha. Đó, lam con này mặt cắt là được 35 phân, thương hiệu Ryobi, máy móc cực kỳ đẹp và chất lượng. Sắc luôn các bác nha. Vâng, và tổng cộng lô máy ngày hôm nay thì cả chúng em đã test nổ, quay video tất cả ngon lành hết rồi. Các bác nào ưng ý con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng các bác nhá. Cam kết cho các bác là lô máy ngày hôm nay là cực kỳ rẻ rẻ nhất thị trường luôn. Các bác không kiếm đâu ra được những lô máy nào mà giá cả máy móc đẹp như thế này mà giá lại cực kỳ rẻ như thế này đâu ạ. Đó, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Và cam kết cho các bác lô máy ngày hôm nay là toàn những con máy nguyên zin nguyên bản. Các bác nào mà thấy con máy nào mà linh kiện đã thay thế sửa chữa cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Đó, cam kết cho các bác ngon lành như thế, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Các bác kiểm tra hàng thoải mái từ A tới Z các bác nhá. Đó, hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video quay, thoải mái test nổ ngon lành rồi các bác mới thanh toán, không cần phải cọc trước. Lô máy ngày hôm nay là cái lô máy gọi như cũng gọi như là cuối cùng trong năm ngày hôm nay rồi. Đó, cả chúng em xin kính chúc các bác một năm mới bình an và tràn đầy mạnh khỏe. Tại vì lô máy ngày hôm nay lên tới ngày hôm nay thì để mà ship hàng đi được thì nó cũng phải là cuối năm rồi, nên là bưu điện người ta sẽ không có nhận hàng tiếp nữa các bác nhá. Nên là các bác nào mà ưng ý thì hãy đặt hàng sớm để cửa hàng chúng em đóng hàng gửi đi cho các bác, để khi các bác nhận hàng được thì nó sẽ tầm trong năm luôn các bác nhá. Không để những cái dòng máy các bác đặt hàng mà qua năm thì bưu điện người ta mới giao. Đó, nên là lô máy ngày hôm nay cũng gọi là lô máy cuối cùng cửa hàng chúng em đang trong năm nay rồi các bác nhá. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý muốn đặt hàng thì hãy lên thì trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Đó, muốn lên lô máy nữa thì chắc có lẽ là cửa hàng chúng em phải qua năm mới thì cửa hàng chúng em sẽ lên tiếp cho các bác nha. Rồi, cửa hàng chúng em xin kính chúc các bác một năm mới tràn đầy bình an và mạnh khỏe. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.